À, thưa quý vị, nhiều cô gái vẫn cho rằng chỉ cần có tiền sẽ là có được hạnh phúc, bởi đời sống được nâng cao, tâm trạng thoải mái, cho nên họ luôn cảm thấy vui vẻ và phấn chấn. Và ngày hôm nay xin được mời tất cả quý vị cùng chúng tôi gặp gỡ với Hoa hậu Diễm Hương, một người đẹp. Cô ấy có suy nghĩ như thế nào về việc người đẹp nhất thiết phải cần đại gia? À, xin được chào Diễm Hương. Xin được chào MC Nguyên Tiệp và Diễm Hương xin kính chào tất cả quý vị khán giả của kênh VTC9. À, không ít những cô nàng chân dài tận dụng nhan sắc của mình để kiếm những người yêu đại gia. Bạn nghĩ gì về suy nghĩ này của nhiều người đẹp? Có một số cô bây giờ chỉ mới vơ được gọi là chút xíu tiểu gia thôi. Còn Hương là sẵn sàng bỏ đi một khối tài sản rất là bự để có thể chọn đi một con đường rất là trong gai. Phải nói Hương lần đầu chia sẻ là con đường Hương đã đi và đang đi rất là trong gai, rất là cực khổ. Tai của tôi chưa bao giờ gọi là bị chai sần. Ngày xưa tôi có người cả sức kem trước khi đi ngủ. Và khi tôi bước đi cũng không phải là người ta muốn tôi đi, mà tôi là người chọn con đường đi. Và có người đã nói tôi rất là khùng, bỏ cả một lâu đài để chọn một cái gì nó rất là mơ hồ. Và đến bây giờ tai tôi cũng đã sần. Thì hỏi riêng tôi thì tôi nghĩ rằng, bởi vì cái quan niệm cá nhân của tôi mà thôi, mỗi con người sinh ra trong cuộc đời này đều có một lần để sống. Người phụ nữ, người kiều nữ hay là người đại gia đều là những cá thể nên ghi dấu bản thân mình bằng một dấu chân rõ ràng, một cái chữ ký của mình trên một cái trang lịch sử của nhân loại, dù nhỏ nhưng có, còn hơn là bạn sống như một hạt cát. Ở trong cái hoàn cảnh này, mình không nuôi người ta thì không bao giờ đánh giá người ta bất cứ điều gì. Chỉ rằng mình có một cái chọn lựa cho bản thân mình. Mình chọn là mình chịu, giống như Hương nói á. Mình ngu, mình chịu, mình nhìn nhận vào thẳng vấn đề. Tôi chọn điều đó đó, tôi chấp nhận. Mọi người chửi mình, tôi không bao giờ Hương quơ rủa rằng người này như thế này, người kia như vậy, tôi là như vậy, tôi sống ở đây hay dân tôi là như vậy cho nên tôi phải như vậy, là không đúng. À, có khá nhiều trường hợp những cô gái lấy đại gia đều không có được hạnh phúc vì không được yêu thương. À, quan điểm của bạn về điều này là như thế nào? Theo bạn thì người đẹp có nhất thiết phải cần đại gia hay không? Cái quan niệm rằng kiều nữ đi đại gia đâu có gì đâu sai, đúng không? Họ đẹp, họ là đại gia thì họ cũng phải cần một cái người tương xứng. Nhưng nếu như họ không có gia đình, nếu như gia đình của họ vì một lý do nào đó đã không đi đến cùng với nhau và họ đã rõ ràng xong, và cô này đến với anh này, cô chấp nhận được, cô chấp nhận được, cô phải đánh đổi rằng cuộc sống là một con chim trong lòng son, thì cô chấp nhận thì cô chịu. Có gì là sai đâu khi họ đã rất là cố gắng, họ vươn lên trở thành một cái cô gọi là để kiều nữ mọi người yêu mến, để họ chọn lấy một cái cuộc sống tốt đẹp hơn thì không có sai. Nhưng nếu như đi cái con đường nó để cho mọi người nhìn nhận vào đạo đức của gia đình mình thì Hương nghĩ cái điều đó, khi mình chọn cái con đường gì đó, mình nên đi chung với cái đạo đức mà từ xưa mình đã được dạy, nó sẽ đúng đắn hơn. Còn Hương không bao giờ đánh đá ai một cái điều gì. Điều gì đã tạo nên những thay đổi về hình ảnh của một hoa hậu Diễm Hương như hiện nay? Scandal. Tại sao mình không nhìn thẳng vào cái vấn đề đó, mình nói rằng scandal. Nếu như không có scandal thì chắc chắn các bạn cũng sẽ bao giờ cũng thấy một cô hậu vẫn còn đang trên ngai vàng, rất là lung linh, lấp lánh. Xin lỗi, không cần ngày xưa, không cần thời BA ekip Facebook, các bạn cũng đã từng biết đến một hoa hậu Diễm Hương. Khắp trên mặt báo, sự kiện nào cũng có, ngày này mai nọ, đều ở khắp nơi trên thế giới đều có cả. Và nếu như không có scandal thì chả bao giờ tôi nói rằng một cái câu rằng cái gì cũng phải có giá đắt của nó. Và tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nói với bạn rằng tôi chấp nhận đi xe ôm. Hoặc nếu không có scandal thì tôi sẽ không bao giờ nói rằng khán giả quan trọng đến như nào với một người nghệ sĩ. Trải qua mọi thứ, tôi nhìn nhận khán giả là người nuôi sống nghệ sĩ. Khán giả cần yêu thương người nghệ sĩ hơn để chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi được các bạn yêu mến, dù chúng tôi có sai lầm để chúng tôi sửa chữa tốt hơn. Và trải qua scandal thì tôi mới biết được rằng cái gì đánh
cái gì mà đánh đổi cũng phải có giá rất là đắt. Cho nên nó làm cho tôi thấy sợ mỗi lần quyết định làm cái điều gì. Bạn có thể chia sẻ thêm một xíu về mẹ mình không? Đối với bạn thì mẹ đã có ảnh hưởng bên bạn như thế nào và động viên bạn ra sao trong cuộc sống này? Cái vai trò của mẹ Hương phải nói rất là vĩ đại. Ảnh hưởng không chỉ riêng Hương mà bây giờ ảnh hưởng đến cả giáo dục con trai Hương nữa. Bởi vì Hương giáo dục exactly là mẹ Hương đã dạy con Hương, dạy Hương như thế nào thì con Hương cũng sẽ được giáo dục nền tảng như vậy. Bởi vì Hương thấy nếu như mẹ Hương không khắt khe đến với Hương như vậy thì có lẽ giờ này Hương đã không mạnh mẽ ngồi đây để nói chuyện với các bạn. Bởi vì những gì tôi trải qua, có khi tôi nghĩ rằng chết nó còn nhẹ nhàng hơn là sống. Và cái chết nó nhẹ nhàng hơn cái việc là nếu không chết được thì phải sống và sống cho đàng hoàng, để cho ba mẹ mình nghĩ rằng mình đã tôn trọng ba mẹ mình thế nào để sống một cuộc sống đàng hoàng như con người ta.